Nhân vật Uetun Na Kang Lim, tập 118, lần đầu tiên lang thang trong trạng thái trống rỗng. Rami bất ngờ tới sừng sốt, nghe Kang Lim nói con bé mới ngộ ra, đúng vậy từ nay mình đã tự do rồi. Rami ấp úng đáp, ừm, um, à, à, đó, đó ia. Yeah. Sau đó, tiền bối, trước hết thì, Kang Lim không biết là con bé định nói gì nữa a à. Rami móc điện thoại ra, rồi rắm hết, em sẽ hủy chuyến bay, a à, và em đã gọi cả taxi nữa giờ nó đang ở bên ngoài rồi càng lim cũng bối rối theo con bé đáp hả à anh sẽ đi bảo với tài xế taxi thế là rami lại lấy đồ ra à thật sự em rất xấu hổ vì đã loạn lên không vì không một lý do gì cả giờ nghĩ đến việc đóng lại đồ đạc khiến em thấy choáng váng và em đã vứt hoặc bán một vài món đồ bên cạnh đó nếu em biết chuyện này sẽ xảy ra em có thể yên lặng tận hưởng bản thân ở khu nghỉ dưỡng à phí thật đấy cả tiền bạc và thời gian Em thật sự không nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo cách này. Rồi Rami hòa khóc lên, những nước giọt nước mắt của sự tự do rơi xuống. Con bé nức nở nói, em không biết, em thực sự không biết ngày như thế này sẽ đến, em không biết gì cả. Càng Lim thấy con bé khóc liền ngồi xuống bên cạnh gọi, dô Rami. Rami nghe cậu gọi liền xoay người sang. Con bé ngã vào lòng của Kang Lim khóc lớn hơn nữa, những chịu đựng bất công, xiềng xích của gia tộc theo đó mà biến mất. Càng lim nhìn con bé trong lòng mình mà mình cười dịu dàng ôm vào lòng vỗ về. Được một lát sau, trong phòng của Rami lại xuất hiện thêm một cô gái nói, thật á. Và người này không ai khác chính là Yerim. Cô ấy lại nói, em ổn chứ? Em đã bình tĩnh lại chưa? Rami lau nước mắt nói, ừm, um, em ổn rồi. Quan trọng hơn, để em giới thiệu cô ấy với anh. Cô ấy là Yerim, bạn của em và là người đưa tin đáng tin cậy mà em đã kể trước đó. Yerim đưa tay ra giới thiệu, xin chào, tôi là Bang Yerim, tôi đã nghe rất nhiều về cậu. Tôi đã rất mong chờ để được gặp cậu bây giờ, cuối cùng cũng gặp được, hử, Kang Lim bối rối bắt tay nói, vâng, rất hân hạnh được gặp mặt, nhỉ, đúng chứ? Rami nói, cô ấy có thể lớn hơn anh một tuổi nhưng chúng em đã là bạn bè một khoảng thời gian dài, để tránh bất cứ các biến cố dựa trên độ tuổi hai sao hai người không trở thành bạn bè luôn, Kang Lim đáp, thực ra thì nói sẽ khá phức tạp nếu chúng ta quan tâm đến vấn đề đó không sao đâu cô ấy trông có vẻ đáng sợ nhưng thật ra cô ấy khá còn chưa để cho rami nói hết yerim đã bất ngờ nói a à. rồi kéo ra mi lại cằn nhằn nhìn này có sơ vải ở khắp nơi sau áo trắng của em thật sự rắc rối thật nhưng chị đã dặn em phải giặt áo trắng riêng và dùng túi giặt rồi mà rồi nhỏ nhìn căn phòng nói chị đã từng thắc mắc trước đó nhưng sao phòng của em trống chân vậy chẳng lẽ em chỉ trang trí đúng cái góc xuất hiện trong các cuộc gọi video à yerim phòng má giận dỗi nói nếu em thiêu phí sinh hoạt thì cứ bảo chị chị nói bao lần rồi em định làm chị cảm thấy rằng chị đang bỏ mặc em à rami hằn hộp nói em cũng bảo chị rất nhiều lần rồi chị là mẹ em hay gì hả càng lim thì nhìn hai người mà nghĩ yerim cô ấy toát ra một cảm giác khó gần khi mà cô ấy im lặng nhưng mà mặc dù cô ấy có phần xảo quyệt Cô ấy là một nhân vật rất thích chăm sóc người khác và là một học sinh ưu tú. Hừ, nói nhiều qua đó, không phải là bất kỳ một học sinh ưu tú nào, mà là người đã bỏ học đại học ở nước ngoài, một thiên tài hacker ở cả thế giới ngầm lẫn chính tuyến. Nhờ đó, trong ESW cô ấy đã đảm nhận vai trò của Deus Ex Machina, nhân vật San OP bất ngờ giải quyết tình huống không thể giải quyết, hack tốt nhất qua các mùa 12.345 để giải quyết vấn đề Lololon xuất hiện trở lại hách giỏi nhất nhưng ít nhất cô ấy cũng xinh đẹp phải không ôi là một nhân vật phụ nhưng cô ấy có khá nhiều thời lượng lên hình với tư cách là người hỗ trợ nhân vật chính luôn hách cái này cái kia bên cạnh đó còn một sự thật thú vị về cô nàng này nhưng tạm thời bỏ qua đi bởi vì điều quan trọng bây giờ là yerim xoa đầu ra mi nhìn cang lim nói quan trọng hơn hết có nhiều thứ phải nói nhưng có một chuyện cần phải giải quyết trước đúng không cậu chính xác cậu đã làm thế nào? Càng Lim làm bộ dáng không liên quan không biết gì hết nói, tôi không nhớ, tôi thật sự không biết. Gia nghi ngờ nói, tiền bối, chúng em chưa hỏi gì cả, mặc dù. Tôi không có ý định đó, nó là vô tình, tôi đã rất hối hận, và nhân tiện, nó là gì? Yerim mỉm cười đáp, wow, tất cả giống mấy dòng mà tôi đã nghe ở đâu đó. Yerim ấn vào cái đồng hồ trên tay nói, nhưng làm sao, tôi đã kiểm tra trên đường đến đây. Mọi thứ từ những chuyến đi gần đây của cậu đều đến và đi từ châu Âu. Những hình ảnh mà Kang Lim đã làm ở đó hiện lên, với những gì cậu đã làm tại đó, cậu vẫn định chối rằng cậu không dính líu đến vụ này à? Nếu chúng ta thành thật mà nói, nó không chỉ là vấn đề về thời gian, đúng chứ? Những thứ đã xảy ra quanh cậu cho tới giờ, nó đều đi quá xa so với bình thường, phải không? Cậu thật sự là ai? Danh tính của cậu là gì? Thì chỉ là một học sinh bình thường. Một tên otaku may mắn có được liên kết với những nữ chính và năng lực quay ngược thời gian thôi. Kang Lim mỉm cười nói, "Thì tôi thực sự chỉ là một học sinh trung học bình thường, đó đã thực sự là tôi, nhưng giờ tôi không chắc nữa. Xin lỗi, tôi khác với Jamie, tôi không lên kế hoạch rồi bỏ đấy đâu." Jamie bên cạnh nói, "Ổn mà, Yerim." Yerim đáp, "Hừm." Jamie nói, "Nếu Tiền Bối nói thế này, được thôi." chắc hẳn có lý do gì đó mà anh ấy không thể nói ra. Yerim hỏi, em thật sự ổn với điều này chứ, con bé không do dự đáp, ừm, em không muốn tọc mạch hay nghe những lời nói dối. Có phải vậy không, tiền bối, anh không muốn nói dối, nên anh mới lòng vòng. Hừm, giờ có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để nói về điều này, à, chị nghĩ chị nên quay lại, ra em nên nghỉ ngơi hôm nay, ok. Nói rồi Yerim quay người rời đi mi gọi theo nói, chị phải đi á. À? Tại sao? Không phải chị bảo chị không còn gì phải làm à? Yerim đáp lại, không còn gì á. À? Thế giới ngầm bây giờ đang là một mớ hỗn độn ấy. Chỉ còn phải đi giải quyết tàn dự của gia tộc dô và cả tỷ thứ khác nữa. À, đúng rồi. Trước đó còn một điều nữa. Có điều chị cần nói với em. Nhớ like video với đăng ký kênh IAMQ đi nhé. Tự giác làm đi ai đâu mà nhắc hoài. He he. Lát sau, ở một công viên gần căn hộ của Jaemy càng lim đứng đó mua nước Rami thì ngồi trên ghế nhìn trời cảm thán đợi cậu mua nước lại con bé nhớ lại những lời mà yerim nói với mình trước khi đi chị đã gạt nó sang một bên vì phải đối phó với gia tộc dô yerim vừa nói vừa lấy tay quẹt lên bàn cào nhào ặc nhìn bụi ở góc này kìa, lại nói thực ra Rami, gần đây em nhận được một lời đề nghị săn đầu người đấy rami hỏi săn đầu vậy ý chị là một lời đề nghị trinh sát đã đến à Yerim đáp, ừm, nó từ ICC, một công ty hoạt động trên toàn cầu. Và cung cấp tư vấn cổ đông và tư vấn do en nghiệp, Cang Linh khó hiểu hỏi, đó là loại công ty gì vậy? Hừm, nói đơn giản thì, đó là công ty tư vấn cho các doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư, dựa trên lựa chọn nào mang lợi ích nhất, con bé lại hỏi, tại sao nơi đó cần một người như em? Có thể bởi vì trong số các công ty và cổ đông mà ICC tư vấn, có rất nhiều người tin vào phong thủy hoặc các hiện tượng siêu nhiên khác, họ hẳn nghĩ rằng năng lực của em hữu ích trong vấn đề đó vậy nên họ muốn đề nghị em như một cố vấn đặc biệt một điều quan trọng khác là ceo mới được bổ nhiệm hình như sau khi nhận được sự tư vấn của em trên youtube biệt danh là một cái gì đó về quan hệ hôn nhân jamie bất ngờ đáp a à, a à, nghe quen lắm em nhớ ra rồi ừm có lẽ đó là lý do tại sao họ lại liên lạc với chị thông qua email mà chị quản lý càng lim lại hỏi Vậy nên họ thật sự theo dõi cô ấy cho công ty, nhưng mà cô ấy vẫn chỉ là một học sinh trung học, điều đó ổn chứ?" Yerim lấy cái iPad ra nói, "Họ chỉ muốn ký hợp đồng luôn bây giờ, có nghĩa là em sẽ không được phép thực hiện các hoạt động cá nhân, bao gồm cả YouTube, nhưng bên cạnh đó, các điều kiện và ưu đãi chắc chắn sẽ tốt." Rồi Yerim đưa cho Jamie xem, "Nếu không có xung đột với cái gia tộc đó, chị sẽ nói với em sớm hơn, dù sao, giờ nó như thế này, hãy xem xét nó một cách tích cực." rami nhận lấy đáp hừm ừm được rồi tất nhiên em không cần phải đồng ý nếu thấy nó quá sức không phải là không có người sống sót của gia tộc dô nhưng em là người duy nhất có thể tham gia vào các hoạt động bên ngoài ai biết được có thể có những lời đề nghị tốt hơn nếu em muốn nhưng lời đề nghị này đã có từ khá lâu em không thể mất quá nhiều thời gian để quyết định đâu em chắc chắn phải trả lời muộn nhất trong tuần này xem nào nếu chúng ta xem xét kỹ các điều Jerim vừa nói vừa chỉ vào các thỏa thuận cho Rami xem xét. Quay lại hiện tại, Kanglim Lim đưa cho con bé lon nước nói, kể cả anh, người không hiểu lắm về điều kiện đó cũng cảm thấy nó ổn, nhưng sẽ có những lời đề nghị tốt hơn trong tương lai. Nếu em không có đủ thời gian để suy nghĩ, em có thể bỏ qua nó, Kanglim Lim đưa lon nước tới trước mặt mà con bé lại không phản ứng gì cả. Cậu cô cô lon nước gọi, "Này, Rosami, này, này, Rosami." Gia Mi giật mình cầm lấy lon nước đáp, à, vâng vâng. Rồi con bé bật nắp lên uống ực ực luôn. Xong Gia Mi nói, nhưng, nhưng em không nghĩ vấn đề ở việc có thời gian suy nghĩ hay không. càng Lim hỏi, hả, ý em là sao? Gia Mi nói, về tương lai của em, em chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó trước đây. Vì em còn trẻ, việc theo định hướng của gia tộc là tất cả đối với em. Và ngay cả sau khi anh bảo em rằng em không cần phải làm vậy, Em chỉ nghĩ về làm sao để đối diện với những ngày chống lại gia tộc, em chưa từng tưởng tượng rằng mình có toàn quyền tự do chọn lựa. Vậy nên, nó không chỉ nằm ở việc tham gia công ty hay không, nhưng cảm giác nó giống như một sự lựa chọn về định hướng của em trong cuộc sống hơn. Sau đó, không cần phải là về Taro, nó cực kỳ, cũng không có lý do gì để đi học nữa. Nó cực kỳ, cũng không có lý do gì để đi học nữa, càng Linh suy nghĩ, nghĩ về nó cũng có lý. Kể cả Rosami đã có sự lựa chọn riêng của cô ấy từ đó, nhưng thay vào đó, em, Rosami, điều em thật sự muốn làm là gì? Những sự lựa chọn có sẵn ngay từ đầu là quá hạn chế. Nhưng giờ, tương lai của Rosami là một trang trống hoàn toàn, mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng đó là lý do nó có cảm giác quá tuyệt vời, đó là phản ứng đầu tiên đối với những điều thay đổi một cách đột ngột. Chợt Zami bật dậy hét, "A, à, a, à, em nhớ rồi, tiền bối" giờ không phải lúc đó à, Cang Lim khó hiểu, hả? Còn bé hết, anh nên nhanh chóng quay lại khu nghỉ dưỡng, điều về mỗi chúng em sẽ dành một ngày cùng anh, em lố thời gian của họ một cách không cần thiết rồi. Cang Lim nói, a, à, đừng lo, anh đã nói với họ về điều đó rồi, anh sẽ bù lại cho bọn họ sau, nhân tiện, sẽ không có chuyến bay giá rẻ nào cho đến ngày kia, và anh không muốn nợ ân huệ. Càng Lim ngồi xuống ghế nói, và này, để em như bây giờ sao anh có thể đi đâu được chứ? Ý sời, càng lim chap boy lại nói gì nữa rồi kìa, bảo sao mấy em không đổ ngục trước anh được chứ? Nhân tiện, nhân tiện, chúng ta đi đâu đó để giải tỏa không? Em lên kế hoạch đi đâu với anh ở khu nghỉ dưỡng nhỉ? Gia mi ngồi xuống bên cạnh mình cười nói, em nghe nói sở thú ở đây rất nổi tiếng, vậy nên em muốn đi thử, nhưng đây là Seoul. À, em có ý tưởng này, đi tới đó thôi. 30 phút trước, hừm như dự đoán, cậu ta không chỉ là học sinh trung học bình thường. Thật không an tâm nêu đề cậu ta như vậy, mình muốn theo dõi cậu ta. A ha ha, cái đó có hiệu quả không nhỉ? Rồi rồi Yerim lại định âm mưu gì với Kang Lim đây? Thật là làm cho người ta tò mò a. À? Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để donate ủng hộ cho S nhé. Một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ. À? Cảm ơn, mãi yêu.